Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh VTC16. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi thứ ba ngày 3 tháng 1 sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kêu gọi sự đóng góp của các nhà khoa học cho ngành nông nghiệp. Ngư dân Vĩnh Long bắt được cá sủ vàng tiền tỷ. Nghi vấn gian lận thương mại trong xuất khẩu tôm sang EU và phản ứng của các doanh nghiệp Việt Nam. Trong phần tin quốc tế, Cuba diễu binh quy mô lớn để thể hiện tinh thần chiến đấu của dân tộc. Tại Brazil, bạo loạn tại nhà tù đã làm ít nhất 60 người thiệt mạng. Thưa quý vị, mới chỉ đầu tháng chạp âm lịch, chưa đúng vụ chính thu hoạch kiệu Tết, nhưng các hộ dân tại Khánh Hòa đã phải tất bật lo thu hoạch bởi ruộng trồng kiệu đã bị ngập sâu trong nước và sản lượng giảm, nếu không thu hoạch sớm thì xem như là mất trắng. Hiện nhiều diện tích trồng kiệu tại huyện Cam Lâm, vùng trồng kiệu chính của tỉnh Khánh Hòa vẫn đang bị đọng nước ngập úng khiến củ kiệu nhỏ khó tạo thịt. Theo ước tính, một sào trồng kiệu hiện chỉ đạt năng suất khoảng 600 kg, tức đã mất gần 400 kg so với vụ năm ngoái. Do đó, dù biết lỗ vốn, người trồng vẫn buộc phải thu hoạch sớm những diện tích kiệu bị ngập nước, đồng thời tăng cường chăm sóc các diện tích còn lại nhằm bù đắp phần nào những thiệt hại. Kiệu Tết giảm năng suất có thể dẫn đến tình trạng khan hàng, giá bán tăng cao vào thời điểm cận Tết. Nếu như mọi năm vào thời điểm này, làng nấm Mộc Nhĩ ở thị trấn Liên Nghĩa ở huyện Đức Trọng của tỉnh Lâm Đồng nhộn nhịp sản xuất cho vụ Tết, thì trong năm nay không khí này đã không còn. Do nấm bị nhiễm bệnh nên năng suất kém và thêm vào đó là giá nấm Mộc Nhĩ cho đến thời điểm này thì vẫn không tăng nên nông dân không mặn mà sản xuất nấm cho vụ Tết. Nấm bị nhiễm bệnh đã khiến sản lượng nấm của nhiều làng nấm ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng năm nay bị sụt giảm từ 50 tới 60%. Hiện chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, nhưng nhiều nhà nấm vẫn chờ giá chưa thu hoạch. Nói chung thì năm nay cái giá cả nó cũng bấp bênh lắm, nó cũng không có ổn định cho lắm đâu. Cái sản lượng thì nó cũng tùy cái đợt, tùy cái mùa của nó. Và cái mùa này thì là tương đối sản lượng nó cũng gọi là cũng có tí tiền công. Chứ còn nếu mà vào những cái mùa kia thì có nhà họ bỏ không, họ không nhưng không treo đâu. Trong tại vì họ treo nó hư nhiều quá, thì họ không dám treo nữa. Không ai hỗ trợ cho ai hết á, hỗ trợ cái công lâm qua lâm lại như này này. Khó khăn nhất là cái lộ và cái đầu ra. Cái lộ chẳng ai bù giúp cho gia đình hết. Hộ ông Nguyễn Văn là hộ có quy mô nhà trồng nấm thuộc diện nhất nhì làng nấm với hơn 20 nhà nấm trên diện tích là 4.000 m². Theo ông Văn, sản lượng nấm năm nay sụt giảm, phần lớn là do chất lượng giống nấm chưa đảm bảo. Tức là giống là mua về họ làm là chất lượng kém. Chất lượng kém thì chính từ chất lượng kém cho nên sản lượng nó không đạt yêu cầu. So với mọi năm thì chỉ còn 2 phần. Mọi năm ví dụ mình thu được 3 tạ thì năm nay chỉ 2 tạ bình quân thì kém. Nói chung là năm nay nhiều nhà đến cuối năm tổng kết lại cái thu hoạch thì cũng có nhà không có lời, có nhà lại thâm vốn. Thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng tập trung trên dưới 500 hộ dân trồng nấm Mộc Nhĩ. Mới đây tổ 5 của thị trấn được công nhận là làng nghề nấm. Người dân nơi đây khá phấn khởi. Tuy nhiên làm sao để phát triển sản xuất bền vững với đầu ra được đảm bảo vẫn còn là mong mỏi của bà con. Thưa quý vị, khóm son là một loại khóm kiểng độc đáo có màu đỏ rực rỡ, là màu đem lại may mắn theo quan niệm của người xưa nên rất được ưa chuộng dùng để trưng trên mâm ngũ quả vào ngày Tết truyền thống. Loại khóm này đã được đưa về trồng tại xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức của tỉnh Long An hơn 10 năm nay, nhưng cho đến nay thì diện tích vẫn rất khiêm tốn với chỉ khoảng 4 hecta. Vì sao vậy? Mời quý vị cùng đến với phóng sự ngay sau đây. Mỗi năm, một cây khóm son chỉ cho một trái. Vì vậy, muốn có khóm để bán đúng vào dịp Tết, ngay từ giữa tháng 8 âm lịch, nhà vườn phải tăng cường bón phân, xử lý bằng khí đá để kích thích ra trái. Bên cạnh đó, muốn trái khóm to, đẹp, không bị mất màu hoặc giảm sắc, bà con phải tưới nước đầy đủ, phun thuốc ngăn ngừa dẹp sáp và che nắng bằng rơm khô để không bị nám trái. Hiện nay, khóm son cũng được nhiều hộ gia đình tại xã Thạnh Lợi trồng nhưng với số lượng ít, chủ yếu để trưng trong nhà, biếu họ hàng hoặc bán lẻ cho những người có nhu cầu tại địa phương.
Nếu các năm trước dừa chỉ được in chữ và thiết kế theo hình dáng hồ lô, thì vào dịp Tết Đinh Dậu 2017 này, trên thị trường đã xuất hiện một loại dừa với trái to, bóng và khắc họa thêm hình đôi gà ông Phúc Lộc Thọ, Quan Âm Bồ Tát và đang rất được ưa chuộng. Đây là sản phẩm độc quyền do một cơ sở ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo nên. Cơ sở này đã phải làm ra những chiếc khuôn chuẩn để ép vào trái dừa trong một thời gian nhất định. Đến khi thu hoạch, các thợ làm sẽ phủ lên một lớp sơn nhũ đem lại vẻ bắt mắt và màu sắc hấp dẫn cho trái dừa. Dự kiến sẽ có khoảng 2.000 trái đặc biệt cho Tết Đinh Dậu được tung ra thị trường, giá khởi điểm là 790.000 đồng một trái. Tuy nhiên, hiện đã có 50% số dừa đã được đặt trước. Trong những ngày đầu năm 2017, thì ngư dân của tỉnh Ninh Thuận đang hối hả để chuẩn bị cho ngư lưới cụ, xăng dầu, đá lạnh và lương thực thực phẩm để kịp cho chuyến biển đầu năm, khai thác lộc biển với mong muốn là một năm mưa thuận gió hòa và đánh bắt được nhiều tôm cá. Ngư dân Võ Văn Tuồng ở phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã có hơn 30 năm sống với nghề biển. Theo kinh nghiệm của ngư dân này, vào những ngày đầu năm dương lịch và giáp Tết Nguyên đán, thường xuất hiện nhiều đàn cá nổi có chữ lượng lớn. Với các ngư dân, đó là lộc biển nên họ thường tập trung ra quân với mong muốn có được may mắn đầu năm. Ra khơi đánh bắt, bám thuyền, bám biển, giữ đảo quê hương, tìm được cái sự may mắn trong năm mới. Nhờ thực hiện chủ trương mở rộng ngư trường, vươn khơi bám biển theo mô hình tổ đội đoàn kết trong năm 2016 vừa qua, việc khai thác hải sản của gia đình ngư dân Trần Văn Thắng ở phường Đông Hải đã có nhiều thuận lợi. Lợi nhuận thu về trên 1,5 tỷ đồng. Hiện đoàn tàu cá của gia đình ông đã xuất bến hướng về ngư trường Trường Sa để khai thác hải sản và đến ngày cận Tết mới trở về. Trong những ngày đầu năm thì đối với những tàu thuyền lớn vẫn nỗ lực vươn khơi bám biển những vùng biển đảo Trường Sa, Nhà Giàn KD1 rồi những cái nơi đó có nhiều cái loại sản lượng rất đạt. Thử ra bà con họ đi bám biển ở những chiếc tàu lớn. Những đầu năm như cuối năm là rất đạt. Các vùng biển ngư trường ở Trường Sa DK1 trong cái ngư trường đó là hải sản sản lượng là rất là dồi dào. Thì bà con trước thì cũng là vươn khơi bám biển, sau nữa cũng là bảo vệ cái vùng biển của Tổ quốc là chúng ta. Theo Ban Quản lý Cảng Cá Cà Ná, trong những ngày đầu năm 2017, có khoảng 40% ghe thuyền vươn khơi bám biển đến tận ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa và đảo Phú Quốc để khai thác hải sản. Đây là thời điểm chính của vụ cá bắc và cũng là thời điểm hải sản bán được giá nhất. Trong khi đó, trong những ngày này thì người dân tại xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc của tỉnh Thanh Hóa lại đang rơi vào cảnh điêu đứng vì hàng trăm tấn ngao đến kỳ thu hoạch bỗng nhiên chết trắng hàng loạt và gây thiệt hại cả tỷ đồng. Hiện tượng ngao chết bắt đầu từ hôm 21 tháng 12, ngao chết dần theo thủy triều lên, đến nay vẫn chưa dừng lại. Đến thời điểm này, tổng số lượng ngao chết ở xã Hải Lộc khoảng 400 tấn trên 40 hecta. Không những mất trắng ngao, các hộ nuôi còn phải thuê thêm nhân công thu gom ngao chết với giá 150.000 đồng một người một ngày để làm sạch môi trường. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc để làm rõ nguyên nhân ngao chết. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời gian qua thì ngư dân nhiều nơi đã bắt được những con cá giống như cá sủ vàng với trị giá tiền tỷ, gây xôn xao cộng đồng. Và trong sáng ngày hôm nay thì một người dân ở xã Đồng Phú, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long đi thả lưới cũng đã bắt được con cá sủ vàng nặng 3,5 kg và dài 67 cm. Theo lời kể của ngư dân Phục, vào khoảng 5 giờ sáng nay, khi ông đi thả lưới trên sông Tiền thuộc địa phận xã Đồng Phú thì phát hiện một con cá to mắc lưới. Khi kéo cá lên, ông đã nhờ những người thả lưới lâu năm và những người lớn tuổi trong xóm xác minh thì được biết đây là cá sủ vàng. Đây là loài cá quý hiếm, có giá trị kinh tế cao. Loài cá này có bong bóng rất đặc biệt, được sử dụng làm nguyên liệu hữu cơ để sản xuất ra chỉ tự tiêu, sử dụng trong phẫu thuật, không gây tổn thương đối với mô, giảm thiểu nguy cơ viêm nhiễm. Ngoài việc giúp nhiều ngư dân nghèo đổi đời chỉ sau một đêm, cá sủ vàng cũng được nhiều người để ý vì thị trường mua bán diễn ra bí ẩn cùng với nhiều đồn thổi. Và trong thời gian gần đây thì cá giống sủ vàng xuất hiện ở khắp nơi. Thưa quý vị, năm 2016, thủy sản tiếp tục khẳng định là ngành hàng xuất khẩu mũi nhọn lớn nhất trong kim ngạch của toàn ngành với giá trị 7 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt xuất khẩu tôm nước lợ chiếm 3 tỷ đô la Mỹ và trở thành điểm sáng nhất của thủy sản. Phát huy thế mạnh về nuôi tôm nước lợ trong năm 2017 đang là ưu tiên hàng đầu của ngành thủy sản, ghi nhận của phóng viên VTC16.
ông Tăng Văn Dú có 10 ao nuôi tôm thẻ. Năm ngoái, ông lãi cả gần tỷ đồng. Theo ông Dú, giá tôm thẻ loại 100 con trên 1 kg đang ở mức cao, hơn 120.000 đồng 1 kg. Nếu nuôi theo hình thức cuốn chiếu để nhiều ao lắng nhằm quản lý tốt nguồn nước thì thành công là rất cao. Nếu mà độ mặn đảm bảo mà 10 phần ngàn thấp lên thì chúng ta thả có thể thành công. Mà phải quan điểm là phải coi như chăm sóc rồi phải đo môi trường rồi vi sinh này kia rồi coi như phải làm sao cho cái môi trường nó ổn định thì chúng ta có thể thành công cao. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Sóc Trăng, năm ngoái, người nuôi tôm tại địa phương trúng cả về giá bán lẫn sản lượng. Sản lượng tôm năm 2016 của tỉnh ước đạt 141.000 tấn, tăng 50.000 tấn so với kế hoạch. Với giá bán tôm cao, năm 2017, tỉnh Sóc Trăng tiếp tục tăng cường thả nuôi. Tuy nhiên, người dân cần rút kinh nghiệm trong vụ hạn mặn năm ngoái để nuôi thành công hơn. Nhất là tôm nuôi ở giai đoạn 1 tháng tuổi, đặc biệt là đối với cái bệnh hoại tử gan tỵ cấp và bệnh đốm trắng. Do đó thì chúng tôi khuyến cáo trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2017 thì đối với những cơ sở chúng ta không đáp ứng được điều kiện cơ sở hạ tầng dùng nuôi và đồng thời là không chủ động được nguồn nước thì chúng ta không nên thả nuôi. Còn đối với những cơ sở là đủ điều kiện trong cái giai đoạn này thì chúng ta cũng vẫn áp dụng phương pháp là thả thăm dò để mà chúng ta giảm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất. Trên bình diện cả nước, xuất khẩu tôm nước lợ năm 2016 đã tăng 9%. Đây là mức tăng trưởng tốt nhất từ trước tới nay. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, nếu tiếp tục nuôi tốt và ổn định, cộng thêm công nghệ chế biến tôm được nâng cao, thì khả năng tăng và giữ đà tăng trưởng 9% một năm đối với mặt hàng tôm thẻ là hoàn toàn trong tầm tay. Liên quan đến các cái sản phẩm về chế biến tôm sau cái sản phẩm bóc vỏ bỏ đầu thì Việt Nam đã có một cái khả năng là đáp ứng được cái nhu cầu, đặc biệt là cho thị trường Nhật Bản và thị trường Hoa Kỳ là hai cái thị trường có cái nhu cầu về vấn đề tôm chế biến khá lớn. Cho nên là trước các cái vấn đề về giá thành thì cái lợi thế về mặt chế biến nó cũng giúp cho Việt Nam có thể là duy trì được cái thị phần của mình ở tại các cái thị trường mà quan trọng. Năm 2017, ngành thủy sản đặt mục tiêu đạt tổng sản lượng 6,85 triệu tấn. Hiện trong số hơn 600.000 hecta tôm hiện nay mới có 95.000 hecta nuôi công nghiệp, còn hơn 500.000 hecta là quảng canh cải tiến, tôm sinh thái năng suất chưa cao. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng dư địa để phát triển tôm nước lợ còn rất nhiều và cần phải đẩy mạnh trong thời gian tới. Vâng, rõ ràng là tương lai tươi sáng trong sản xuất và xuất khẩu tôm của nước ta là không phải bàn cãi. Tuy nhiên, ngành sản xuất tôm của nước ta lại đang đứng trước nguy cơ bị thị trường châu Âu siết chặt. Và nguyên do là vì các nước châu EU đang nghi ngờ Việt Nam lợi dụng hệ thống ưu đãi phổ cập GSP mà EU dành cho Việt Nam để mua tôm từ Ấn Độ với giá rẻ rồi xuất sang châu Âu từ năm 2011 cho đến nay. Nếu các nghi vấn là sự thật thì việc bỏ ưu đãi thuế đối với tôm nhập khẩu đến từ Việt Nam rất có thể xảy ra. Và các doanh nghiệp chế biến tôm Việt Nam đang phản ứng như thế nào trước nguy cơ này? Mời quý vị cùng đến với phóng sự sau. Theo đại diện doanh nghiệp chuyên xuất khẩu tôm này, năm ngoái, 40% sản lượng tôm của công ty được xuất khẩu qua Hoa Kỳ, riêng thị trường EU chiếm 15%. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã phải nhập khẩu từ 20 đến 30% tôm nguyên liệu về chế biến xuất khẩu, chủ yếu từ Ecuador và Ấn Độ. Song, việc nhập khẩu tôm từ Ấn Độ về Việt Nam để xuất qua EU trong 2 năm trở lại đây là rất khó xảy ra. Bởi chất lượng tôm Ấn Độ rất kém, doanh nghiệp khó có thể xuất sang thị trường khó tính như Mỹ hay EU. Vì vậy, việc EU cho rằng doanh nghiệp Việt Nam gian lận thương mại là không hợp lý. Cái ưu đãi thuế quan, cái GSP đó, thì nói chung là người ta ưu đãi cho những cái sản phẩm của một quốc gia nào đó và cái điều kiện của nó là phải có cái CO nguồn gốc xuất xứ của cái quốc gia khác, cái quốc gia đó. Thì miễn là mình không có, mình phải xuất khẩu từ cái nguyên liệu của mình thì là vấn đề nó không vấn đề gì. Và theo tôi cho là nó không đúng và chắc có lẽ thì sắp tới người ta sẽ làm sáng tỏ cái vấn đề đó. Tuy vậy, nếu có doanh nghiệp Việt Nam khác vi phạm quy định của châu Âu thì hậu quả sẽ khôn lường. Hiện nay đối với tôm đông lạnh dạng thô khi xuất vào EU thì Ấn Độ phải chịu thuế suất 12%. Ngược lại, Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế GSP là 4,2%. Tôm đã sơ chế xuất vào EU, Ấn Độ
phải chịu thuế suất 20%, còn Việt Nam chỉ là 7%. Từ đó, châu Âu nghi ngờ, từ năm 2013 đến nay, một số doanh nghiệp Việt Nam có thể mua tôm từ Ấn Độ, rồi bán vào EU để hưởng lãi suất thấp. Nếu nghi ngờ trên là đúng, thì sẽ vô cùng bất lợi đến sản xuất tôm trong nước. Ngành tôm Việt Nam, chứ không phải chỉ của cộng đồng doanh nghiệp, thì chúng ta mất cái lợi thế so với các quốc gia khác là rất là lớn. Cụ thể nhất là Indo là không có thế. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu tôm, những năm 2013 do dịch bệnh trên tôm tăng cao, nguồn cung trong nước thấp, thị trường tiêu thụ mạnh, giá cao, trong khi nguồn cung tôm nguyên liệu từ Ấn Độ lớn, giá thấp, được không ít doanh nghiệp lựa chọn. Tuy nhiên, chất lượng tôm nhập rất khó đảm bảo. Doanh nghiệp nhập tôm về để chế biến xuất khẩu có thể lãi lớn, nhưng hậu quả sau đó thì cũng không ít. Điển hình con tôm Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ hiện nay luôn bị áp thuế cao và bây giờ tới phiên thị trường EU đang lúc này. Một trong những cái nguyên nhân mà Việt Nam ta bị tăng thuế vào thị trường Mỹ là cũng do mấy cái ông đó. Rồi bây giờ đây là nghi ngờ là châu Âu là nghi ngờ chúng ta gian lận như nguồn gốc nữa thì cũng mấy ông đó. Cho nên tôi nghĩ rằng nhà nước nên có những cái chế tài hoặc là phòng công nghiệp và thương mại cấp CO thì cũng phải kiểm soát hoặc hải quan chứ. Nếu mà để tình trạng này mà nó ảnh hưởng đến toàn quốc thì rất là nguy hiểm và rất là không công bằng cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng như là những cái người nuôi tôm. Họ là không biết gì hết trơn mà nếu mà họ bị áp vậy thì họ không bán được thì rất là khó. Châu Âu cho rằng có hai nguy cơ khi con tôm Ấn Độ xuất qua Việt Nam cao trong những năm gần đây là doanh nghiệp Ấn Độ lợi dụng Việt Nam làm quốc gia trung chuyển để tránh thuế cao khi vào EU, hoặc nguyên liệu của Ấn Độ có xuất xứ từ những vùng nuôi chưa đạt tiêu chuẩn kiểm soát dịch bệnh, không xuất được trực tiếp đi EU mà phải lựa chọn nước thứ ba để xuất khẩu. Và năm 2017, các cơ quan của châu Âu sẽ làm rõ các nghi vấn này. Thưa quý vị, nhằm đẩy nhanh tốc độ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp trước biến đổi khí hậu, thì đầu tư cho khoa học công nghệ trong nông nghiệp được xem là yếu tố tiên quyết hàng đầu. Với mong muốn có thể tiếp thu và chọn lọc ý kiến đóng góp của các nhà khoa học cho nông nghiệp, hơn 100 chuyên gia và các nhà khoa học đầu ngành về nông nghiệp đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong chiều ngày hôm nay. Lấy dẫn chứng về việc phát triển các sản phẩm nông nghiệp khi tái cơ cấu ngành còn hạn chế, giáo sư viện sĩ Trần Đình Long, Chủ tịch Hội giống cây trồng Việt Nam đánh giá, Việt Nam có lợi thế sản xuất nông nghiệp rất lớn, nhưng dù giá trị sản xuất có tăng 1,2% trong năm 2016, nhưng nhìn chung các loại nông sản xuất khẩu ở dạng thô khiến giá trị gia tăng còn thấp. Một trong những yếu kém đó chính là việc đầu tư cho khoa học công nghệ trong chế biến nông sản còn rất yếu kém. Thấy rằng toàn bộ những giống mới là của doanh nghiệp khoa học công nghệ, là của ngoài quốc doanh, là của các nhà khoa học đã nghỉ hưu. Thì chúng tôi cho cái chiến lược về khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp đề ra thì cũng chưa thật trúng, chưa thật đúng. Cho nên là nó dẫn tới là mình vẫn manh muốn, vẫn chưa giải quyết được cơ bản. Cùng với đó, nhiều nhà khoa học cho biết yếu tố thiên tai đang rất phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất của ngành nông nghiệp, nhưng lại chưa có đầu tư nào về khoa học thủy lợi cho việc này. Hoặc nếu có, thì lại chồng chéo với quy hoạch thủy lợi trong nông thôn mới. Khi làm thứ trưởng Bộ Thủy lợi, chúng tôi tổng kết cứ 4 năm có một trận bão và thiên tai lũ mà toàn bộ cái GDP của tỉnh quay trở lại số ban đầu. Vậy tôi muốn nói rằng nếu nông nghiệp chúng ta cứ phát triển trải dài ra, chỗ nào cũng phát triển thêm ra đánh vào, chúng ta không thể là phải chọn cái vùng nào mà thích hợp phát triển được bền vững. Ít thiên tai nên đầu tư lớn. Tiếp thu những ý kiến của các đại biểu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học Công nghệ sẽ cùng chắt lọc, tổng hợp và sẽ đưa ra chiến lược và kế hoạch phát triển khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp một cách có hệ thống trong thời gian tới. Giai đoạn tới, trước cái thách thức biến đổi khí hậu, trước cái thách thức về tái cơ cấu một nền nông nghiệp dựa vào hộ nhỏ lẻ sang một nền nông nghiệp tập trung theo hướng chuỗi giá trị hàng hóa, thì không còn đường nào khác là phải tập trung giải pháp khoa học công nghệ là then chốt. Mà trong đó thì vai trò của các nhà khoa học, các viện, các trường đóng góp vai trò hết sức quyết định trong lĩnh vực này. Hiện nay mà nói thì chúng tôi cũng đã thống nhất rất là cao và đã có chương trình phối hợp ký kết giữa hai bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Khoa học Công nghệ để tập trung tác động và đưa khoa học công nghệ, dù anh là đang nghiên cứu ở viện nghiên cứu hoặc là các giáo sư có thể làm với các cái doanh nghiệp tư nhân. Các nhà khoa học cũng kiến nghị cần phải tiếp tục đầu tư nguồn lực tài chính nhiều hơn nữa cho khoa học công nghệ trong nông nghiệp.
nhất là vai trò của các cơ quan nghiên cứu về nông nghiệp của nhà nước. Vì hầu hết các công trình nghiên cứu thành công hiện nay chủ yếu do những người đã nghỉ hưu thực hiện, chủ yếu bằng sự đam mê và tự tìm đầu ra cho công trình nghiên cứu. Do vậy, không có nhiều cơ hội để các nghiên cứu đó được đưa vào thực tế. Tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác, theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2017 thì toàn quốc đã xảy ra 93 vụ tai nạn giao thông, làm chết 79 người và bị thương 54 người. Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ có 91 vụ, ít hơn cùng kỳ năm ngoái là 30 vụ. Trong 3 ngày này, Cảnh sát Giao thông đường bộ các địa phương cả nước đã kiểm tra, xử lý 9.571 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt nộp kho bạc nhà nước 8.103.000.000 đồng. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đánh giá, tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc được duy trì ổn định, an toàn, thông suốt, không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng tăng giá vé, ô tô chở vượt số người quy định trên một số tuyến và tình trạng ùn ứ cục bộ tại một số nút giao thông quan trọng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội, tuyến xe buýt nhanh chạy bến Yên Nghĩa – Kim Mã đã được khai trương vào cuối tuần vừa qua nhằm góp phần thay đổi thói quen sử dụng phương tiện công cộng của người dân thủ đô và góp phần xây dựng nếp sống văn minh hiện đại. Tuy vậy, thì vào sáng nay, ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ lễ, tuyến xe buýt nhanh này đã bị nhiều phương tiện lấn làn và vây kín. Mặc dù các cảnh sát, thanh tra giao thông đã điều phối phân luồng ở dọc tuyến Lê Văn Lương và Nội Thành, tuy nhiên hàng trăm ô tô xe máy vẫn đè lên làn riêng của xe buýt nhanh BRT. Ngay cả khi qua giữa ngã tư, những chiếc xe buýt này cũng bị nhiều phương tiện cùng hướng cắt ngang vây kín. Các điểm ùn ứ chủ yếu ở nút giao thông có đèn tín hiệu. Phương tiện giao thông phải chờ nhiều nhịp đèn mới có thể đi qua. Trong giờ cao điểm, các phương tiện được phép lưu thông cùng làn với xe buýt nhanh. Theo kế hoạch, xe máy sẽ bị cấm lưu thông trên cầu vượt Lê Văn Lương và Láng Hạ vào giờ cao điểm. Tuy nhiên vào sáng ngày hôm nay, nhiều xe máy vẫn đi qua cầu. Thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông chốt trực ở điểm cầu vượt Lê Văn Lương cho biết, khi phân luồng cấm các phương tiện lên cầu thì ở dưới lại tắc, nên nhiều xe máy cố tình đi vào cầu mặc dù có biển cấm. Theo ghi nhận vào sáng ngày hôm nay, tại một số nhà chờ ở tuyến Láng Hạ, Lê Văn Lương, Giảng Võ, khách đi xe buýt nhanh chưa nhiều, phần lớn là người cao tuổi và một số sinh viên. Vào đêm ngày hôm qua, nắp cống ngăn chiều Cán Dù và Tám Du ở quận 12 thuộc thành phố Hồ Chí Minh đã bị tuột khỏi bản lề, khiến cho nước sông tràn vào khu dân cư và gây ngập hàng trăm nhà dân, nhấn chìm nhiều đồ đạc. Do không phải là lúc đỉnh chiều và trời lại không mưa nên khi nước tràn vào đã khiến cho người dân ở đây hết sức bất ngờ và trở tay không kịp. Phường Thạnh Xuân và Thạnh Lộc là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố này. Hàng trăm căn nhà đã bị ngập nặng, có nơi ngập đến 1 mét, nhấn chìm nhiều đồ vật. Riêng phường Thạnh Lộc, nước đã tràn vào một khu biệt thự rộng 4 hecta, khiến hàng chục nhà dân bị ngập. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Trung tâm chống ngập thành phố Hồ Chí Minh đã lập tức sửa chữa hai nắp cống bằng cách lắp van ngăn chiều tạm. Hiện chiều cường ở tuyến rạch này đã được kiểm soát. Cơ quan này cũng cho biết nguyên nhân gặp sự cố có thể do người dân cạy nắp cống để lấy nước trồng rau và một phần là do nhiều xe quá tải lưu thông qua khu vực cống cũng ảnh hưởng tới tuổi thọ công trình. Trước đó, Ủy ban Nhân dân quận 12 từng có công văn gửi các đơn vị liên quan yêu cầu xử lý xe quá tải đi qua khu vực này. Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2017, vì vậy mà thời điểm này thì nhiều làng nghề sản xuất thực phẩm đã rộn ràng vào Tết. Thế nhưng kéo theo đó là những vấn nạn về vấn đề môi trường. Thời điểm này, bất cứ ai mà đi qua xã Sơn Đồng thuộc huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội thì cũng bắt gặp mùi hôi thối bốc lên. Hàng nghìn mét khối nước thải cùng với nhiều chất tẩy rửa hóa học từ các làng nghề chế biến nông sản đang xả trực tiếp ra môi trường và gây bức xúc cho người dân địa phương. Đặc quánh, đen kịt và hôi thối. Thật khó tin, đây lại là con kênh cung cấp nước cho hàng chục hecta đất nông nghiệp. Nhiều ngày nay, do lượng chất thải từ các làng nghề rong giềng ở các xã Minh Khai, Cát Quế đổ xuống xã Sơn Đồng quá lớn, khiến nước của con kênh này đã đổi màu hoàn toàn. Người dân ở đây chỉ còn biết ngậm ngùi, sống chung với mùi hôi thối bốc lên. Trước Tết 2 tháng là bắt đầu người ta làng Dương Liễu, Minh Khai, Cát Quế người ta làm bột nhiều, thì thải nước ra và khi ra ngoài môi trường mới phân hủy thì đến đây là bắt đầu là thối và con sông này chảy ra tận sông Nhuệ. Huyện Hoài Đức có 51 làng nghề, trong đó có 4 làng nghề chế biến nông sản,
là Dương Liễu, Minh Khai, Cát Quế, Sơn Đồng. Lượng nước thải từ các cơ sở sản xuất lên tới 3 triệu mét khối mỗi năm. Người dân nhập nguyên liệu là sắn, dòng từ các tỉnh vùng núi rồi xay, nghiền, chế biến. Quá trình này, toàn bộ khối lượng nước thải được xả thẳng ra môi trường mà không qua xử lý. Điều đáng nói là chính những người làm nghề cũng không ý thức được việc xả thải này có ảnh hưởng đến môi trường. Chảy theo hàng cống thì người ta chảy ra ngoài kia kìa. Không, cái này có gì đâu mà. Được biết, trên địa bàn huyện Hoài Đức đã có nhà máy xử lý nước thải Cầu Ngà. Thế nhưng, cứ mỗi dịp cuối năm, khi các làng nghề vào vụ Tết, thì tình trạng các hộ sản xuất xả thải ra các kênh mương lại xảy ra. Đa phần là cái bã thải thì người ta là xả thải theo dòng nước. Đấy thì thực trạng như các đồng chí biết đấy, chúng tôi là những người ở địa phương nhưng mà cũng rất là trăn trở cái vấn đề, bởi vì thực trạng thì một số xã ở xung quanh liên quan thì cũng bị ảnh hưởng. Làm nghề đã khiến cho nhiều hộ dân tại xã Dương Liễu giàu lên. Thế nhưng người dân ở những xã xung quanh thì đang phải gánh chịu ô nhiễm. Kêu mãi, nói mãi rồi đâu lại vào đó. Người dân ở Sơn Đồng giờ đây chỉ biết ngậm ngùi sống bên con kênh chứa đầy nước thải. Và cứ vào cuối năm thì người dân lại sợ Tết chỉ vì nước thải làng nghề.